Chào các anh. Cậu Thư, tại sao cô lại ở đây? Chú cần đưa con đi. Chuyện này là thế nào? Thư ơi, Thư ơi, của cậu này. Nó xin, cậu cho tớ à? Ừ, cậu tô mà. Tớ cảm ơn. Con bé là bạn của con gái tôi. Bố con tôi đang đi trên phố thì thấy cô bé vừa đi vừa khóc. Chào con gái, con bị làm sao đấy? Thư ơi Thư, cậu bị làm sao đấy? Tôi có hỏi chuyện cô bé rồi, nhưng cô bé chỉ khóc. Bố con tôi phải trấn an. Vậy tại sao không đưa cháu tôi về nhà mà lại đưa đến đây? Nhân tiện bố con tôi đang ra bãi gốm chơi nên cho cô bé đi cùng. Thư đâu? Thư ơi, cháu đang ở đâu? Cháu đang ở đâu rồi? Bên này không có, bên kia cũng không. Không hiểu đi đâu rồi. Bảo công an đi, gọi điện cho thằng Vũ đi. Vâng ạ. À, Hoa, Hoa, em đi về nhà trông thằng Thành. Mẹ gọi điện giúp anh từ nãy đến giờ đấy. Ở đây có bao nhiêu người đi tìm rồi. Mà nhà mình có cậu Vũ là công an, lo gì? Cô bé khéo tay lắm. Tô màu đẹp, vẽ cũng đẹp. Alo, chị ạ. Em tìm được cháu rồi. Bé Thư không sao. Bây giờ em đưa cháu về nhà ngay đây ạ. Ừ. Mẹ ơi, tìm thấy bé Thư rồi mẹ ạ. Tốt quá rồi ạ. Thấy con Thư rồi. Tìm thấy con Thư rồi. Tìm thấy rồi à? Đấy, chưa gì cứ lo xuất vó lên. Thôi, đi về trông thằng Thành. Nhanh. Đi. Xin lỗi anh, đáng nhẽ tôi phải báo trước để gia đình khỏi lo. Cảm ơn anh. Tôi cho con bé về trước, chào anh. Cho chú mượn một con nhu, chú vẽ nhé. Con gái ơi, con gái chào hai chú, chào bạn rồi mình về nhé. Con chào hai chú, chú chào cậu. Bye bye. Chào con. Con chào chú. Bye bye con gái nhá, đi bố con mình về thôi. Ơ bố ơi, quên trả tiền rồi. Ồ thế à, thế bố con mình vào trả tiền rồi về nhá. Thư, con có biết là mọi người lo cho con thế nào không? Về nhà đi, bà với mẹ đang chờ đấy. Giới thiệu với các đồng chí, đây là đồng chí Chiến và đồng chí Linh ở phòng cảnh sát kinh tế Đông Bình. Nội dung cuộc họp của chúng ta hôm nay liên quan đến những thông tin mà phòng cảnh sát kinh tế Đông Bình đang điều tra, nên chúng ta cùng phối hợp trao đổi nắm thông tin. Tinh thần là ngắn gọn, đúng trọng tâm. Ba ơi, ba! Con về với bà rồi. Con về với bà rồi. Đi đâu? Sao không nói với bà? Con đi tìm mẹ. Đi tìm mẹ phải nói với bà chứ. Hả? Bà có cấm con đâu. Bà cho con đi tìm mẹ con mà. Sao con lại bỏ đi một mình như thế để cho bà lo thế này? Thần Dâu đừng để bà lo thế nhá. Nhá. Con có sao không? Không sao ạ. Con có đau chỗ nào không? Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con đi tìm mẹ nên con mới bị lạc. Mẹ xin lỗi. Cậu Vũ, sao mẹ cứ gọi nhiều thế nhở? Con đã bảo nó về rồi, lúc nữa nó về đấy. Thế nhá. Thôi, anh đi về đây. Chả biết là khi nào bị tóm nữa.
Anh Thiện này, ra đây đã.